Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho nha. Thì ở trên mặt tiền đường Đan 3m này nè anh chị, có một căn nhà đang bán rất là đẹp luôn. Để em quay cho anh chị mình xem nha. Thì hồi nãy em mới vừa quay cho anh chị mình xem xong miếng cái nhà 1,350 tỷ với miếng đất 1,3 tỷ đó anh chị. Thì kế bên đó là cái nhà này nè anh chị. Đó, kế bên là cái nhà này nè, cũng đang kêu bán luôn. Đây, cái nhà hồi nãy mà em quay cho anh chị nè, cái nhà này với miếng đất này nè. Rồi thì bây giờ em qua em quay cái nhà bên đây nha. Em sẽ nói lại về con đường. Con đường này là mình sẽ đi ra ngoài đường Một Quan đó anh chị. Từ đây mà mình cách đường Một Quan tầm khoảng 300m thôi. Đường này là đường thông hết luôn nha. Đây, để em qua cái hướng ngược lại nha. Cái hướng ngược lại ở bên đây là mình sẽ đi thông ra ngoài đường đường quốc lộ nè, đường quốc lộ 1A đó anh chị. Rồi đi ra ngoài bệnh viện đa khoa mới, rất là gần luôn, nói chung là tầm khoảng 1 đến 2 cây số đổ lại thôi. Nó là cái đường mà chiếc xe đang đậu nè anh chị, là cũng đi thông ra được luôn. Rồi cái đường thẳng này mình đi lại mình cũng đi ra được luôn. Đó, thì anh chị muốn đi đường nào cũng được hết á. Xung quanh đây thì rất là tiện nghi luôn. Chợ, trường học, ủy ban đồ rất là nhiều luôn. Trung bình mà mình đi là tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi. Mà đường thì là đường thông nữa, xe ô tô vô tới nhà luôn, có chỗ đậu xe, có chỗ quay đầu thoải mái luôn. Thì cái nhà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình xem là cái nhà này nè. Nhà của mình nó sẽ có diện tích là bề ngang 9m, bề dài là 28m. Chủ kêu giá là 1 tỷ 8 nha, có 150m thổ cư luôn. Đó, nhà của mình á thì có cổng rào rồi, xây kiên cố chắc chắn luôn. Đó, thì em anh chị vô anh chị xem nhà với em nha, xem căn nhà của mình như thế nào nha. Đây, ở ngoài trước cổng á. Dạ, anh qua đi anh. Rồi, cái nhà của mình á là trước cổng là em thấy ở dưới đây là có ốp gạch luôn. Đó, cổng thì sơn màu xanh nha. Phía trước này nè còn một miếng đất trống này nè, mình có thể trồng rau hoặc là trồng hoa vô đó anh chị. Nè, ở đây nè. Đó, nó chủ đó. Vậy hả? Sao anh không nói em? Đây là hoa vạn thọ nè. Còn hình như cái này là cây cà chua hay cây cỏ gì em cũng không biết nữa anh chị ơi. Đó, anh chị thấy chưa? Rất là sạch đẹp luôn. Nó mình về hen mình trồng bông vô, mình trồng rau củ vô cũng được luôn. Đây, sân của mình rất là rộng luôn. Mình có thể đậu xe ô tô thoải mái luôn nha. Bề ngang 9m, bề dài 28m, có 150m thổ cư. Chủ kêu giá là 1 tỷ 8. Giá cả còn thương lượng nha. Đây, phía trước sân của mình á là có dán gạch đồ luôn rồi nè. Có hàng rào B40 luôn. Cái rau này là rau để nêm canh chua đó anh chị. Rau này thơm lắm á. Đây là phía bên hông của mình cũng có lót gạch luôn rồi. Anh chị vô xem nhà với em nha. Ở phía ngoài thì dán gạch lên tới nóc luôn. Đó, đóng la phong rồi luôn. Cột thì có ốp gạch luôn nha, rất là đẹp luôn đó. Đây, chủ chỉ bán nhà chứ không có tặng nội thất nha anh chị. Nội thất thì chủ sẽ dọn đi. Đó, dán gạch lên tới nóc luôn rồi. Bức tranh rất là đẹp nè. Phía trước này nè, chiều cái mình có thể đặt một cái bàn ha, mình ngồi mình uống nước trà với hàng xóm. Trời ơi, mát mẻ lắm luôn. Cửa của mình nè. Ở đây thì không khí rất là trong lành, mát mẻ luôn. Đây là không gian phòng khách nè. Phòng khách đó thì có dán gạch lên tới đây thôi. Ở trên đó thì có đóng la phong rồi. Đồ nội thất này chủ sẽ dọn đi hết nha. Rồi, ở đây mình có thể để bàn thờ ha. Rồi, có cửa sổ luôn nè. Đây, chị xem đó, có cửa sổ luôn rồi ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Nhưng mà phòng ngủ nói chung là cô chú ở đây, cô chú đang mướn á, có để đồ cho nên em không có vô trong nha. Em chỉ quay sơ ở ngoài thôi. Phòng ngủ của mình thì em thấy là có dán gạch luôn rồi, có lót gạch, có đóng la phong luôn rồi nha anh chị.
Đó, anh chị xem đỡ ở ngoài nha. À, cái phòng ngủ á, em thấy xây cao hơn cái bức thềm nhà của mình nè. Thềm nhà của mình nè, phòng ngủ nè. Đó, anh chị thấy. Đây là không gian xung quanh ở ngoài. Ở đây mình sẽ là phòng khách nè, có cửa sổ đồ luôn rồi. Bên đây cũng có một phòng ngủ nữa, mà phòng ngủ này có để đồ cho nên em không có vô nha anh chị. Phòng ngủ ở bên đây thì nó cũng sẽ giống như cái phòng thứ nhất thôi à. Cũng có dán gạch, lót gạch với đóng la phong đồ đầy đủ luôn rồi. Đây, mình để bộ dán ở đây ha. Phía sau này là nhà vệ sinh nè, sàn nước của mình nè, đó. Rồi nhà bếp của mình cũng ở phía sau luôn nha. Đó, nhà vệ sinh của mình. Đây là xung quanh của mình nè. Ở dưới đây cũng còn trống, anh chị muốn thiết kế là như thế nào theo ý của anh chị vẫn được nha. Đây, ở dưới đây là phía nhà bếp của mình nè. Đó, còn bên... Dạ, con quay con bán giùm á chú. Đó, bên đây là toilet của nhà hàng xóm mà hồi nãy em quay đó anh chị. Về đây cái mình làm hàng xóm với bên đây luôn. Đó, anh chị xem nha. Nhà bếp của mình đó. Cửa của mình là cửa cây. Ở đây thì không gian rất là yên tĩnh luôn, mát mẻ, thoải mái nữa. Cho nên là anh chị nào mà thích cuối tuần mình về quê mình có một cái nhà để mình nghỉ dưỡng anh chị, thì anh chị có thể mua hai căn nhà này nè. Về đây cái cuối tuần các anh chị mình về đây ha, mình nghỉ dưỡng nè, trời ơi rất là mát luôn. Em xin nhắc lại nha, nhà này của mình á có diện tích là bề ngang 9m, bề dài là 28m, có 150m thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 1,8 tỷ, giá cả còn thương lượng luôn. Chủ chỉ bán nhà chứ chủ không có tặng nội thất nha anh chị. Đó, nhà của mình á thì xung quanh phía trước có dán gạch hết rồi, ở trong thì có đóng la phong luôn nha. Nhà có hai phòng ngủ nè. À, có hai gian phòng khách luôn, có một nhà bếp và một toilet luôn. Đó, cửa thì là cửa sắt, phía sau thì là cửa gỗ nha. Rồi để em mở định vị cho anh chị mình xem. Nhà mình rất là đẹp luôn á anh chị. Rồi để em mở định vị cho anh chị mình xem thử nha. Nhà của mình là hướng đông bắc nha. Thì ở đây là thành phố Mỹ Tho rồi, cho nên á là em sẽ xem bản đồ từ đây mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 60 cây số, mình đi xe là khoảng 1 tiếng 15 phút. Đây, anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng đó. Nè, ở đây hiến gần chợ Sòi Hộp nè, đó, rồi gần quốc lộ 1A nè. Ở đây là cái khu mà bệnh viện mới đó, ở đây nè anh chị, đó là nguyên cái khu này nè. Từ đây mà anh chị mình đi ra tới đó là khoảng tầm 2 cây số đổ lại thôi. Đó, gần đường quốc lộ 1A ha. Ở đây nó có gần cái vườn hoa Mãn Đình Hồng á anh chị. À, tới mùa mà trổ hoa á, các anh chị mình có thể ra đó hen, mình chụp hình với gia đình mình, trời ơi rất là đẹp luôn. Đó anh chị thấy nè, xung quanh đây nè rất là nhiều tiện ích đó, để em ở đây nó sẽ cách đường ở đây nó có tới hai cái vườn hoa luôn, đó là vườn hoa Thạch Thảo và vườn hoa Mãn Đình Hồng. Rồi thì ở đây mà nó cách đường Mộc Quang á là khoảng tầm 300m thôi hả anh chị. Để nè, em mở chợ cho anh chị mình xem nè. Đó anh chị xem. Chợ Sòi Hộp nè, chợ Trung An nữa đó, nó rất là nhiều chợ, anh chị mình muốn đi chợ nào cũng được luôn. À, trung bình mà mình đi chợ, trường học, ủy ban này kia thì tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi. Rất là tiện lợi luôn ha anh chị. À hồi nãy giờ em quên là nói chung á, trong nhà mình, trong đất nhà mình và xung quanh hàng xóm á, thì em thấy không có mồ mả gì hết á anh chị.
Đó, rồi để em đi qua ra ngoài đây em quay một vòng nữa cho anh chị xem nha. Có cổng rào rồi kiên cố rồi. Điện nước wifi thì đầy đủ luôn. Xài nước là nước của nhà nước nha. Đó, đường này là mình sẽ đi ra đường Mộc Quang. Xung quanh đây nè, vòng vòng đây có nhiều nhà hàng xóm lắm. Ở trong video thì anh chị mình sẽ không có thấy rõ bằng ở ngoài. Cho nên là khi nào mà anh chị đi xem nhà rồi là anh chị sẽ thấy xung quanh đây hàng xóm thì cũng rất là đông luôn. Vòng vòng ở đây nè hàng xóm nhiều lắm anh chị. Mà đường của mình đường thông nữa, xe ô tô vô tới nhà luôn, có chỗ quay đầu luôn. Đó, anh chị thấy thích chưa? Rồi thì anh chị nào mà thích thích cái căn nhà này nè. Căn nhà này là căn nhà 1,8 tỷ. Đó, anh chị nào thích căn nhà này thì anh chị liên hệ cho bên chị Huyền Trang nha. Tụi em sẽ dẫn anh chị mình đi xem nhà, cái mình gặp trực tiếp với chủ đất để mình thương lượng về giá cả luôn. Bom nè, anh chị thấy đẹp chưa? Đó, nhà 1,8 tỷ, còn bên đây là nhà 1,350 tỷ. Anh chị muốn mua nhà nào cũng được hết. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. À, anh chị nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để mà mình xem được nhiều miếng đất đẹp hơn nữa nha. À, đăng ký kênh cái tụi em có động lực tụi em đi quay nhiều nhà đẹp, đất đẹp hơn cho anh chị mình xem nữa. Rồi, em cảm ơn anh chị nha. À, bye bye anh chị.